thân trước này, còn cái này là cái phần cổ này. Phải đi phải lo hàng với ông ấy thì ông ấy kích thừa rồi mình nhồi hàng bên dưới rồi, nhưng mà nó áp một cái này, mấy cái hàng quản lý ở bên trên nó không thèm làm tới, một mình xử lý hết trơn. Mình khéo thì hàng mình đi được, mà mình không khéo là hàng không đi được. Giờ vậy nói chung là làm sao thì làm chứ mình cũng vẫn phải cười. Ừ thì phải cười, phải tươi này. Mà trước đi Vano là phải phong bì dày. Phong bì mà mỏng cũng được. Nó mà không cho đi, nó mà không cho đi thì phải phong bì đút vô. Chứ sao anh rớt hàng công ty em còn cái phà ngoài kia còn chờ phạt cả tỷ. Cái phà mà để đi qua đó, qua cái công ty đó. Rồi em cắt ra nha, em cắt ra đường mình đã xác định vé nha. Nhớ là đầu vai giảm vào 2 phân thì lát ra đầu tay bù 1.2 phân nha. Đấy cắt cái này ra. Cái đầu vai này mình giảm 2 phân. Hồi nãy mình giảm 2 xăng đó chị. Thì đầu tay này lát phải bù lên 2 xăng, lật bù trừ. Chứ không phải để nguyên vậy làm nhá, không đúng nha. Đó. Thôi bây giờ lỡ quên rồi để mấy cái lại này. Đó. Lát tiếp ở đâu 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 bù nào, bù à giảm hồi nào. Rồi em cắt ra này. Này không có bàn mà về nhà làm một đất nhé. Thế rồi là xong áo này nhé. Nói nhé. Làm xong lên để lại luôn. Dài lắm như bà nhà cũng vừa. Kéo qua kéo lại là... Để đi đắp. Bò. Bò. Lết theo nó. Bò. Dài đây. Tàm này cũng ổn rồi ha. Tàm này bao nhiêu nhỉ? Hay mấy đây? 29,5. 59,5, 58,60 rồi ạ. 142 đúng rồi, dài là 142. Là đi gót nhá. Phủ gót tí ạ. Phủ gót 4 phân đó. Sang rồi gót thêm 5 phân đó. Gót. Rồi. Này em đặt nhá. Tên này. Nhưng mà áo dài nó phải phủ. Thân. Cũng có nhiều loại để làm bên trên. Thì tùy mà. Áo dài. Cắt tâm nó nằm tới đầu gối nha mày. Đúng rồi. Cắt là đi ngắn ở đây cái chân thôi. Nhớ hả? Cắt ngắn đi ngắn cái chân. Đầu gối qua gối tí. Hoặc trên đầu gối tùy cái mặt thôi. Áo dài tay vòng à, thân trước áo dài tay vòng này. Giờ là cái để cái này không đổi nhá. Em xử lý ra cho em giấy nha. Em xử lý cái yếm nha. Đây ạ. Làm quán cái này ra. Làm sao là cái này thì mọi người nên lấy link cho em nhé. Đây là điểm ạ. Đây là điểm ạ. À, tâm đèn là thế nào. Sau đó mọi người sao cho em nhé. Lấy dấu này. Còn nếu như về nhà ghi mình không có bánh này thì làm sao để đâm ghi qua được? Đăng giấy lên dùi thầy. Em đăng giấy lên dùi. Hoặc là mình để bánh giấy này lớp tư lần năm đây, lớp bên dưới sẽ có sự đàng hồ. Rồi, giờ bỏ anh ra là rồi đúng không? Bỏ này ra này.
Đấy, sao có thể gọi là bóc tách ra này. Còn cái này mình lấy là bóc một cái ra. Đúng rồi. Đây là tâm ly này. Xin lỗi quý khách chưa lấy xíu. Cạnh ly trên. Có xíu cho mai đó thôi. Có rồi ạ. Có rồi ạ. Đây hả? Mà đây ạ. Lên đây. Đây là con ly. Đây là con đen ha. Con ly đi em. Được không? Như khi đóng chuyện đóng mở là ta phải kẻ thẳng. Được không? Điều này kẻ cong một tí nhá. Cong đi cho con ly là tí tí đây nhá. Cong bị tí cho em không? Em nghĩ là ở dưới là khoảng 5 ly. Bấn lên đi chị. Chia đôi này nè. Chia đôi này nhá. Chia đôi này. Giảm cho em khoảng 5 ly. Đánh cong nè. Cái hồn nó phét luôn, cái này nó tắt cái camera đi không? Không. Để đưa lên cho người ta nghe, cho người ta nó thành công nên nó cắt chứ. Em phải cắt chứ. Chứ em làm dài quá, người ta xem người ta thấy nó buồn. Rồi, thế bây giờ đóng con ly lại, chuyển hết lên đây đúng không? Mấy con ly ạ? À? Đếm cho em xem nào. 1, 2, 3 con ly. Đúng không ạ? 3 con ly. Ba con ly để làm thế này. Con này hướng, cô vẫn là hướng vào tâm lực không? Hướng nó nách hết hả? Đẹp lắm nè. Ba con ly thì nằm ở, mình phải xem ạ. Mỗi con cách nhau khoảng 2 xăng ạ. Mỗi con cách nhau khoảng 2 xăng. Cho khoảng 2 xăng đi ha. Để bút chỉ trước này. Ví dụ con này là 2 xăng này. Con này 2 xăng này. Con này 2 xăng này. Đúng không ạ? Hoặc là sao có thể cho phân dưới. Tìm một người nha. Cho xăng 8 nhá. Một xăng 8 á. Mình phải chia trước ạ. Con này hướng ra, con hướng xuống tâm lực một tí nha. Con này hướng ra góc ly nhé. Con xéo xéo à. Con xéo xéo này. Này hướng ra ngoài này ra. Được chưa? Chuyển cả ba con này, hai con này sang bật thành ba con này. Được không ạ? Nha. Thế cái này nó không hướng vào tâm. Đó, đẹp cắt thời gian này. Cái này cắt mình biết có bằng lót à? Có bằng lót không? Cái này không, có bằng lót thì không? Lót nó dày lắm. Không biết thế thì cổ, cổ giống cái gì mới được quan trọng? Ở cổ mang kiểu gì? Đấy là quan trọng, biết à? Viền ra cái lốt này, viền ra cái lốt này, cái nút kia đấy nè. Tết cái cửa bên này. Mày tính. Cái mà vô. Cái kia là mày tính. Cái đấy là các bạn học tay chất tay. Đây là đóng hai thằng này lại nè. Đóng thằng này lại. Đóng thằng này lại luôn. Thằng này đóng lại. Luôn phải không? Cho luôn. Rồi, chuyển lên các bạn này. Thế thì các mình chuyển cái này vào tâm đấy, mình chuyển hết vào con này. Các bạn phải dàn đều này nhé. Các bạn chia này. Bây giờ một chi đèn con này vào đây, con này vào đây,
Cái này cho em. Cái này cho em. Cái này cho em. Lấy cái này, đúng không ạ? Trải nó ra. Che từ đây trắng đi, chị ạ. Chỗ mà thích đứng đây không đứng cái này, rộng đây đứng bên này hả? Nhìn qua điện thoại thì đó luôn đây. Qua nhìn điện thoại thì thấy luôn. À, nhìn cái này. Vâng. Đây. Hai thứ luôn. Chỗ quay. Nhưng mà treo xin ở đây sao xin đúng tờ? Thiếu ba em mẹ. Không bước phước xin gái cho ba tờ. Nói là thiếu con đếch nào. Đây, chia đều cho em ạ. À. Con người thật thà lắm vậy. Chia đều. Xin bao nhiêu chỗ bấy nhiêu thôi. Xin tờ cho tờ. Cái này em chỉ mọi người ha. Nếu mọi người đừng bên vậy cái này sẽ bị so len lắm, bị bù nhá. Chỉ mọi người ha. Dễ mà ngoài. Nghe ra cả hai cái nhé. Cái này vẫn là tâm một tí nhé. Đến là khoảng 1-2 ly. Hãy đẩy lên. Đến một tí. Cố gắng chia đều cho em. Cái này phải cố đi trước nè. Xong rồi con này nè. Con này nè. Xong cái này. Con này khi xếp vào sẽ bị so đen rất nhiều bởi vì nó bị mỏ ở đây. Nhìn thấy không? Giảm ra như thế. Có hỏi là không sao. Cái này chỉ dưới một tí. Một tí. Đang đây này em lùi lên trên một tí nhé. Lùi lên trên một tí. Lùi lên trên một tí. Trên một tí. Xem giá thì là. Giả phóng hoa là phóng phân cho em nhé. Thế thì phần này phải làm sao ạ? Sẽ mất đi đâu ạ? Vậy nó có ở đây rồi. Nó bị thiếu. Nên nó sẽ bị xoay hen rất nhiều. Và thậm chí nước ngoài mình để hơi dư kiểu. Bởi nó ốp được bên ngoài nhé. Rồi, cái này là cái này. Bùa nó lóc. Đủ luôn. Đỡ đâu thiếu. Tức là lớp mình làm dư một tí cũng được. Bên ngoài dư một tí cho em. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cắt thằng này thôi. Ở đây lên này. Xếp từ dưới lên là trên xuống ạ. À? Xếp từ hướng nào dưới lên là trên xuống ạ. À? Ly ấy. Trên xuống ạ. Trên xuống ạ. Rồi, thế thì hướng xếp của chúng ta sẽ như thế nào? Đấy không ạ? Bắt đầu. Xếp vào một cái này. Một con này. Tiếp tục cái này nhé. Xếp từ đây này, qua cái này cho em. Và cuối cùng nha. Đấy. Sau đó mình mà không chơi thì người ta sẽ dùng hình thức này để lại cho em. Để lại cho em. Để nhớ là điểm bao nhiêu này. Nếu mà 4 bước con 2 thì còn đứng thì dùng 4 bước con 2 cho em. Sau đó bọc lại cho em. Sao? Lớp đều ốp bên ngoài.
cái tay thôi chị đấy. Chưa thân chưa xong mà. Chưa, nó có thể lâu mà đâu nhanh. Không nhanh nữa. Cái ốp ở bên ngoài này mọi người cho rộng hơn cho em được, cho dư bên ngoài được, cho dư được, chứ không một cho ngắn hơn. Đó. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Cổ áo nè. À, cắt cái này nhé. Đúng không? Cái này là thân trước tay bồng này. Đó. Cổ áo. Nhân mấy ạ? À? Nhân 2. Thân trước của phần cổ đấy. Đó. Đó. Bung. Rồi, chả. Chính là bỏ. Giữ lại là bằng chứng. Rồi, thế bây giờ cái tên thằng này này. Rồi cắt thân ra ngoài bỏ này được rồi đúng không? Ây em xin cái thêm một cái đấy đi. Cái này bướm ướm vào đây. Nhớ lấy dấu cho em nha. Cái thân trong khớp cái này phải không ạ? Thân trong phải lấy tới đây thôi nhá. Em bấm thì nó được khớp ở đây. Chúng ta lực cao hơn, cái này lực thấp hơn thì sao? Thì bóng mách sẽ bị dư. Mà lực thấp hơn thì bóng mách sẽ bị thiếu. Được chưa? Giờ em cắt nha. Giờ em lấy thân này. Miếng này không tách em xử lý xong rồi. Bây giờ em bỏ này này. Thằng này bỏ đi. À, cái này phần này là thay thế rồi nhé. Phần này là thay thế vào đây rồi. Phải không anh? Nha, nó thay thế vào đây rồi. Bằng cái phần này rồi đúng không? Được chưa? Cái phần màn này đang lớn hơn bởi vì nó ly nha, hoặc khối ngực. Đó, thay thế cái này rồi. Bỏ này đi. Đây bỏ này. Bỏ. Rồi, bây giờ này, đóng con này lại, chuyển lên đây và tách cái này mảnh này ra. Đây vẫn là đường nối từ trên xuống dưới ấy. Cái này không phải chết ạ, nó là nối luôn, bổ ra đây này. Thế đường nối không ạ? Cái đường nối nó cách cái mét một tí là thế không ạ? Thế làm như này. Sao ạ? Sao chị? Bổ cúp rồi hả? Được hả? Được, không cấm. Không cấm. Bổ cúp học nhiều lắm, mai chỉ thêm thế này cho. Thấy không? Bổ cúp học nhiều là phải không? Rồi, mai học thêm cái kiểu mà. Cái này gọi là gì nhỉ? Bổ cúp nhưng mà thân dưới liền à? Thân dưới phải liền nhé. Cái này ít nhìn hình dung, mới làm khó hình dung. Rồi, giờ em chuyển lên đây, phải không ạ? Bổ cái này. Chưa? Cái này bỏ đi đúng không ạ? Cái này bỏ đi ạ. Đây con ben đã chuyển lên đây rồi. Phần 7 ly là chỗ bưởng đã có rồi. Đấy không ạ? Giờ cắt cái đường này. Cái này khớp gì ạ? Tâm ngực. Này là eo. Đấy không ạ? Ta cắt bỏ đây đi cho em ạ. Bỏ đi cho em. Và cái thằng này bỏ thằng này đi cho em ạ. Đấy. Đây, cúp nó như thế này. Như thế này, cắt bỏ cái phần này đi. Được không? Cái phần này cắt nơi ra để cho nó đỡ găng quá nhé. Có một xiết trên ngực cái này. Cắt đúng con xiết trên ngực. Rồi như thế này. Hết phải cộng được may vào đây. Cộng may một phân thì bằng nhau là cộng kiểu gì được? Chị á. Đúng không ạ? Được không nhau cái mắt liền cơ mà. Thân của nó liền cũng phải tà liền không ạ? Chị á chỗ này này. À, xem đi mở ra. Đây. Cái làm này ha. Cái này bỏ nhá. Bỏ này. Thế thì bây giờ ấy. Từ điểm mông này. Mọi người kẻ ngang cho em. Đừng bị kéo. Cắt hoặc mở ra. Để đủ đất chỗ này 2 phân để cộng được may cho hai cạnh trong và cạnh ngoài. Được chưa? Thân để vẫn liền à? Làm như này. Ủa, không ừ, không nối.
Nghĩ ghê chứ, đố nói chuyện gì nữa. Không nói à? Đúng là như thế này à? Anh nha, cắt từ đây ra. Đúng chưa? Bây giờ làm sao chị phải há cái này ra đủ 2cm để cộng đường may cho cái thân trong và thân ngoài. Hiểu không ạ? Nhưng nếu như mình xoay thế này thì dĩ nhiên cạnh ngoài và cạnh trong không còn khớp nhau nữa. Đúng rồi, chính xác, không khớp nhau nữa. Đấy sẽ bị so le phải không? Thế thì cạnh này với cạnh này nó là một ban đầu này. Thế thì bây giờ là phải di chuyển cái này làm chuẩn, cạnh này không được làm chuẩn. Nhá. Di chuyển cái này vào đây cho em ạ. Và cái này mở đủ ít nhất cho em là 2cm. Ok ha, 2cm như vậy. Nếu như mình để lên là bị dư cái này nhé. Để cái này phải bằng không cho em ha, như một cái ly bình thường này. Đó, xong dán này lại cho em. Đó. Mình xem là nó chậm bao nhiêu đấy. Mình xem là nó chậm bao nhiêu đấy. Đấy, thế xong bây giờ chắc chắn là sườn mình ngắn một tí rồi, khoảng 5 ly ạ. Thế thì là làm sao ạ? Khớp sườn với thân sọc. Chặt bớt sườn thân sọc cho em đi. Được chưa? Ừ. Chứ không phải là em tách ra để cho nối ở đây, ai cho nối ở sườn này? À, nối ở đây còn nối, nối ở ngang thế này đúng không? Chứ không ai cho nối thế này cả. Tất cả thân này liền từ trên xuống dưới như thế này. Và nó chỉ bổ cúp hai phần ở đây thôi. Tách cái phần trên này ra. Đó. Đó, thì chúng ta đây là độ xử lý nhé. Mình xử lý. À, cắt này cho nó mượt sườn. Ok chưa? Đó. Sau đó mọi người sẽ cộng đường may cho em nhé. Khớp đỉnh ngực, khớp eo. Ở đây mọi người may ra. Cái này mọi người cũng cộng đường may xong vuốt đôi chuột cho em nhé. May vuốt đôi chuột ha. Chỗ này thì em chừa đến 2/2 rồi. Cho nên mọi người cộng đường may một phần thoải mái. Cắt tách cho em đây. Xong đây là 10, 9, 8, 7, 6. Vuốt nhỏ dần cho em. May vuốt cho em như một cái đi nhé. Đây là cách làm của cái áo này. Thì mình phải được thêm một kiểu nữa, thân liền vẫn bổ cúp này. Được chưa? Này là vải chính nhân mấy ạ? Một thôi. Một đôi thôi. Một. Ở trên này mọi người cắt cái miếng tạm miếng bạc, miếng đá thì tùy mọi người nhé. Mọi người ướm vào cho em cắt nhé. Được không ạ? Mấy cái này phải bù ly nhỉ. Chứ em bị dây trắng đi người ấy. Mình vẫn phải đóng lại đúng không? Vẫn bị này. Em cắt ra nhá. Nhỏ. Em dán này lại. Thì mình chuyển một con men sườn lên đến 4 phân hơn 4 phân cộng với lại 7 ly của nó nữa. Thì chỗ này chắc chắn phải dậy. Sau đó em dùng cái thước, chứ không phải thước không nhìn cái gì luôn, thước này chắc là không nhìn, chắc chắn không nhìn. Đây nó gãy em bù lên đó mà không muốn giật một tí thôi. Giờ cắt này ra này, bỏ này đi rồi. Sau đó tách ra. Đấy, như vậy phải không ạ? Nói như vậy thì khi chúng ta may vào nó sẽ không bị gãy nữa, phải không ạ? Ok, xong rồi đấy ạ. Thân trước này. Còn cái này là cái phần cổ này. Khi xếp đi xong cái này, nó sẽ đắp lên đây, phải không ạ? Sẽ đắp thế này. Thì đây là cái phần tam giác của nó, đúng không ạ? Tam giác này. Được không ạ? Dễ hiểu không? Thế thì cái này xong rồi mình chưa vừa xong rồi mình may dính vừa phân luôn à? Ừ. Dính cái đường này luôn à? Không, cái này chỉ chốt ở phần dưới này thôi. Đây này. Chốt ở dưới à? Xem thấy nó dính dính gì nhỉ? Nó phải nó rời nó phải hở cái gì? Chốt hở dưới cái sườn nhỉ? Chốt là phần bụi đáy thôi. Rồi, mỏi là vừa ngủ không? Muốn nghi cơ mà đúng không? Sau khi cái này may xong, cần đánh giá này không? May xong thế này. Thì cái này
sườn phải lược dính sườn, nách phải lược dính với nách. Để con chặt tay nữa chứ đúng không? Cái này phải lược dính vào đây ạ, khớp vào đầu bấm này. Đó. Và sau khi may xong thì chặt lên một đường dính ở đây, còn cạnh này để tự nhiên ạ. Nhá. Cạnh này không làm gì cả. Được không nào? Chỉ may cạnh này dính vào thân cái phần này. Dính vào thân. Còn phần này chỉ phải lược dính vào thôi thì mới tra sườn với lại may sườn với lại tra nách cái tay. Được không? Em chỉ dán ra. Không, chị hiểu rồi. Không phải đâu thầy. Không phải đúng không? Không phải đâu. Hiểu rồi ha. Rồi. Đó là này. Đó, giống rồi xong phần thân nhá. Rồi dừng video.